Những ngày gần đây, giới mê xe trong nước đang vô cùng thích thú khi nghe tin đại gia Phạm Trần Nhật Minh, hay còn gọi là Minh Nhựa, tới showroom của Maserati để ký hợp đồng mua Levante Trofeo, mẫu SUV mạnh nhất trong giải sản phẩm của hãng xe Ý ở thời điểm hiện tại. Trước đó, trên mạng xã hội đã chia sẻ rầm rộ hai chiếc Levante Trofeo đã cập cảng tại Việt Nam, khiến nhiều người đồn đoán rằng đó chính là chiếc xe của Minh Nhựa đặt mua. Ngoài chiếc Levante Trofeo màu vàng Giallo Modenese, nhiều khả năng mẫu xe mà vị đại gia này lựa chọn sẽ là Levante Trofeo Launch Edition màu xanh dương Blue Emozione Matte. Đây là một trong 100 chiếc được sản xuất giới hạn trên toàn cầu của hãng xe Ý. Tuy nhiên, việc Minh Nhựa bán đi chiếc Lamborghini Urus cách đây vài ngày khiến cho nhiều người bất ngờ. Chưa kể chiếc Range Rover Autobiography cũng được đồn đoán là đã bán lại cho một showroom chuyên nhập khẩu ô tô có tiếng ở Sài Gòn. Rất có thể trong thời gian ngắn tới đây, giới mê xe sẽ được chứng kiến chiếc Maserati Levante Trofeo Launch Edition phiên bản giới hạn trong gara của vị đại gia chơi siêu xe khét tiếng này. Maserati Levante Trofeo Launch Edition được trình làng tại triển lãm ô tô Geneva đầu năm 2019. Cách đây khoảng một tuần, phiên bản này đã được giới thiệu tại Malaysia và chỉ có 3 chiếc được về nước bạn. Tại Việt Nam, trước mắt chỉ có 1 chiếc được nhập về. Có tất cả 3 màu sơn cho bản Launch Edition, gồm có xanh Blue Emozione Matte, vàng Giallo Modenese và đỏ Rosso Magma. Ở bản giới hạn này, sự khác biệt ở phần ngoại thất đến từ gói carbon ở cản trước và cản sau xe, ốp sườn ở hai bên hông, bệ cửa hai bên, trong khi viền kính và lưới tản nhiệt sơn đen. Các chi tiết khác ở bản Trofeo Launch Edition giống với bản Trofeo khác bao gồm có hệ thống đèn chiếu sáng LED ma trận. Các đèn khác cũng sử dụng công nghệ LED, cản trước với 4 hộp gió lớn, ống xả kép đặt đối xứng hai bên. Một điểm nhấn nữa trên phiên bản giới hạn là bộ vành Orione Mustanger kích thước 22 inch, phanh xe có màu xám Argento. Khoang nội thất xe sử dụng da tự nhiên Piano Fiore cao cấp tông đen đi kèm cùng những đường chỉ tùy chọn. Ghế ngồi được thiết kế ôm người theo phong cách xe đua. Nhiều chi tiết làm bằng sợi carbon. Bên trong mỗi chiếc Launch Edition có một tấm bảng ghi dòng chữ One of 100 đặt tại bảng điều khiển trung tâm. Maserati Levante Trofeo phiên bản Launch Edition cũng được trang bị động cơ như bản tiêu chuẩn. Khi sở hữu trái tim là động cơ V8 dung tích 3,8 lít tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 590 mã lực và mô men xoắn cực đại 730 Nm, đi kèm hộp số tự động ZF 8 cấp, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,9 giây và đạt vận tốc tối đa 304 km/h. Động cơ V8 trên chiếc Levante Trofeo này cũng chính là loại động cơ được sử dụng trên siêu xe Ferrari như F8 Tributo hay SF90 Stradale. Maserati Levante Trofeo chính hãng có giá bán tiêu chuẩn hơn 14 tỷ đồng tại Việt Nam. Chính vì thế, giá của bản Launch Edition được đồn đoán là sẽ về tay Minh Nhựa chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với bản tiêu chuẩn. Bạn thấy sao với chiếc xe này? Hãy để lại comment dưới phần bình luận. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, chia sẻ video. Đừng quên nhấn nút theo dõi kênh để đón xem nhiều video hay nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!